chào các bạn. Hôm nay là một buổi chiều trời rất là đẹp. Và mình cũng như thường lệ thôi, mình dẫn 5 bạn cuốn nhà mình đi vệ sinh và chơi bời một tí. Vì nhà mình nuôi khá là đông cho nên là mình nhốt cả ngày à. Sáng mình dẫn đi một lần, chiều mình dẫn đi một lần, cho tụi nó được chơi và đi vệ sinh. Đến bây giờ thì tụi nó cũng đã rèn được cái thói quen là ngày đi vệ sinh 2 lần. Cái tới giờ này là tụi nó lại nháo nhào lên kêu bà chủ dẫn đi. Mặt trời đang xuống rồi. Đó là hình ảnh của 5 tụi chó đang chạy phía trước. Đường này thì khác với những đường mà mình hay dẫn đi mọi ngày. Nhưng một tí xíu nữa sẽ đi vòng về bằng cái đường đi mọi ngày. Chủ yếu dẫn đi như vậy cho tụi nó khám phá, tại vì chó nó rất thích khám phá. Mỗi ngày nó đi đánh dấu thêm nhiều lãnh thổ mới. Cứ tới một lãnh thổ mới là nó lại đánh dấu bằng nước tiểu của nó. Mắt Nai, con mới vừa đánh dấu lãnh thổ hả Mắt Nai? Bạn Mắt Nai rất là dễ thương nha các bạn. Bạn đi nhanh chút là bạn chờ. Bạn chờ mình đến là bạn đi sát chân vậy á. Tụi con muốn đi đường nào? Muốn đi đường nào? Đi đường trên đi. Đi đường trên này nè. Đúng rồi. Ui. Cẩn thận té mương, té mương. Cẩn thận té mương, đi chậm thôi. Còn một đứa nữa đâu? Mắt Nai. Đi con. Mình vừa đi vừa quay mình cũng sợ té. Bạn Mắt Nai nhà mình thì cực kỳ dễ bị mất thăng bằng các bạn. Bạn đi rất là sợ bị té. Wow. Lúa ở đây rất khác so với lúa ở trên nhà mình. Nhà mình ở trên Tây Nguyên á. Lúa ở đây rất khác. Ở đây lúa đẹp mà tốt, nhìn giống như một cái tấm thảm vậy á. Mỗi lần bị sự chết hay gì là hay ra cánh đồng này là tâm trạng của mình lại ổn trở lại. Nè, không được uống nước mương nha. Nó sợ nó không dám qua. Nó sợ anh nó không dám qua. Nó nhát vậy thôi chứ. Ê, chết rồi, con kia nó bị rớt xuống mương. Nó bắt chuột á chú. Dạ, nó biết săn chuột á. Nó bắt chuột nó. Ê, đi lên. Trời ơi. Bạn mắt. Con săn cái gì vậy mà kìa. Trời ơi, săn ra. Tội quá, đi lên. Bạn săn ra, bạn chung cái đầu xuống bùn. Dính hết rồi. Nhìn bạn giống như một con báo đen á. Sara. Thôi đừng có chọc em nữa nè. Mấy đứa không có chọc em nha. Nhìn nó đen thui luôn, mắc cười quá. Rồi, đây là vùng đất mới của tụi nó. Đó giờ chưa có dẫn tụi nó xuống dưới đây đâu. Giờ dẫn xuống đây tụi nó vui lắm. Nó thích lắm. Mọi hôm á, mẹ của tụi nó sẽ đi ở đằng sau. Ví dụ mình dẫn đến những cái nơi nào mà mẹ nó cảm thấy không an toàn, mẹ nó sẽ không cho mình dẫn đi. Nhưng hôm nay mẹ nó có em bé, mẹ nó đang ở nhà nằm ngủ, mệt nên cũng không đi xa. Này tụi con đừng có chọc em nữa nha. Em nó lỡ bị rớt xuống bùn, sao tụi con chọc em dữ vậy hả? Hả? Không chọc em. Sandra ơi, con có sao không? Đó. Bạn Sandra, bạn làm gì mà rớt xuống cái bùn đây nè. Đám cỏ này người ta tụi nó phái. Thôi con, thôi về nè. Đừng dẫm cái cỏ con. Mắt cô ơi,
dẫn cỏ người ta ra ra đó con. Ừ. Giờ mình sẽ dẫn các bạn nó xuống tới với cái mương bên dưới luôn và cho các bạn đi về đường trên. Các bạn có vẻ rất là thích thú, càng cho nó đi xa nó càng thích nha các bạn. Không có, đi về đường đây. Không phải đâu. Tụi nó tưởng là mình đi về đường đó. Không phải, đi đường đây nè. Đúng rồi, ra đây, đi đường đây. Châu. Đi đường bờ dùng lớn này con, đi đường đó nhỏ sao đi. Tự dẫn đường cho bà chủ luôn mới ghê chứ. Ở ngoài đây người ta hay làm mấy cái lon giống vậy này các bạn, để tránh chuột á. Mùa này thì chuột nó hay ăn lắm. Những cái lon này nó ken ken, nó sẽ đuổi con chuột đi. Giờ ở ngoài kia còn có con thiêu thân nữa. Không biết các bạn có thấy không? À không phải, con bù nhìn. Không phải con thiêu thân. Mình nhầm. Ôi. Mình nhìn con Sarah nhà mình mắc cười quá. Mùa này là mùa người ta đi phun thuốc nè, giải phân nè. Ôi không được rồi, đường kia người ta đang phun thuốc. Thôi đi về nè, người ta đang phun thuốc, đi về. Mình tính dẫn các bạn đi đường đó nhưng mà thấy cô kia đang phun thuốc nên thôi. Nè con ơi, đi về thôi. Giờ mình sẽ dẫn ngược lên cái đường lúc nãy cho các bạn về. Đi về nào. David, Mắc Nai, Mắc Cô, Sarah, Long Sô. Đấy, mình chỉ cần kêu đi về đọc tên là tụi nó sẽ chạy theo. Còn hai bạn ở phía sau chạy nhanh lên nào. Bé Sô nghịch giữa con ướt hết rồi. Mình sẽ dẫn các bạn xuống cái mương bên dưới kia, nó có nhiều nước cho các bạn ấy đẫm mương cho sạch. Bạn Sarah, mình rất bạn Sarah ơi, sao nhìn con. Lát nữa về là phải tắm cho nó rồi. Đấy, nó khoái cái đám cỏ đó. Cỏ đó người ta cũng mới cắt rồi nên không sao. Buổi chiều ở đây rất đẹp nha các bạn. Mình ở rất nhiều vùng quê rồi nhưng mà ở vùng quê này thì mình thấy đặc biệt là người dân người ta rất biết giữ gìn môi trường và lúa ở đây thì làm rất là tốt và đạt sản lượng có thể nói là nhất miền Trung luôn. Nào các con ơi, David, Marco, Mắc Này, Sarah, Long Sô, đi về nè con. Các bạn mãi chơi phía sau. Rồi đúng rồi đó, đi theo đường mương này nè con. Không, hôm nay đi về đường đây. Đúng rồi. Đi từ từ thôi nha, để té mương nha. Bây giờ sẽ liên thông theo cái đoạn mương này thì mình sẽ Sarah ơi, nhìn con. Đây mình sẽ coi. Chỗ này là cái gì mà tụi con đẫm vậy? Đi. Ở đây là cái gì mà sao nó đẫm vô mà nó đen thui? Đi về. Đi. Đi. Sao mặt mày con dơ giấy vậy? Con mới lại đẫm buồn nữa sao? Đi về. Đây không phải là buồn các bạn ạ, à. Đây là cái gì á? Mình sẽ coi thử. Chết rồi. Đi về. Đi. Hình như là cái này người ta bẫy chuột thì phải các bạn ạ. Mình thấy người ta cắm đó, lá chuối ở đây nè mà mình không biết người ta làm cái gì. Có thể là người ta bẫy chuột. Về đường đó.
nhưng mà mình sẽ dẫn xuống sâu dưới kia luôn. Hôm nay cho đi chơi dài một chút, tại vì nhốt cả ngày nay rồi. Hôm nay thì ông chủ không có rảnh, tại vì ông chủ ở nhà làm hoa nên một mình bà chủ phải dẫn đi. Thường thì có ông chủ đi thì tụi nó ngoan hơn, tại tụi nó biết mình thương tụi nó nên tụi nó sẽ chơi bời nó tung té hơn. Còn ông chủ đi theo tụi nó sẽ rất là nghiêm túc, nên mình cũng rất ớn ớn khi dẫn tụi nó đi một mình. Nói thì nó nghe nhưng mà nó... Rồi bốn đứa, còn một đứa nữa đâu ta? Đi về đường đây nè các con. Mình cho tụi nó tập đi mương, và mình xuống dưới kia mình cho tụi nó tắm mương. Thì tụi nó lỡ đẫm bùn rồi, dơ lắm. David, mắt này, mắt cô, Sarah, lông xù. Đi về đường đây mà các con. Các con ơi, bà chủ đây nè. Mãi chơi đó các bạn. Mùa này thì mấy cái cây hoa dại này y như hoa xuân vậy, nó nở đầy luôn. Mấy chó như mình nó đi về là nó toàn là những cái mùi của cái cây này thôi. Con đâu có giống như con chó nữa đâu Sarah, con giống con gì vậy? Lát nữa thế nào về là cũng bị ông chủ la vì cái tội đẫm. David! 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 Bạn David bạn mãi chơi cái gì á? Mắt nai con làm gì vậy mắt nai? Nay là các bạn đi mạnh dạn cái mương này rồi. Mắt nai đi. Đi nè. Chó nhà mình tụi nó có thể học theo tập tính của mẹ nó là có thể đi săn chuột ngoài đồng. Ví dụ có mấy con chuột đồng á, tụi nó có thể săn giúp cho người dân. Đặc biệt là chó mẹ thì là một tay săn chuột đỉnh cao. Bây giờ bạn ấy có bầu nên bạn ấy ít đi hơn. Vì có một thời gian là gia đình bỏ bạn đó do không có người ở nhà, nên là bạn đó ở một mình trong mấy năm trời. Bạn ấy tự đi săn chuột ăn. Bạn ấy xong không săn gà đâu, vì săn gà thì bạn ấy sợ. Sợ người ta. Nè không quýnh nhau con, đi con. Săn gà người ta, người dân người ta quýnh á, nên là nó tự biết cách luôn. Đủ 5 bạn chưa con? Ôi bạn đã viết đâu? Ê! Đi! Sao nè? Đi về nè! Đi! Hư nha! Xuống kia tắm, xuống mương tắm đi rồi về nha. Có chừng té con nè, đi lên đi không có té. Đi xuống dưới đây nè Su. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn xuống dưới cùng đây coi có nước không, mình sẽ tắm cho các bạn. Đi thôi, đi nào. Trời cũng sắp, mặt trời cũng sắp lặn rồi. Xuống cho các bạn tắm mương. Các bạn khá là dơ rồi. Bạn David sao bạn chạy ngược lên trên đó sao? Không có chạy xuống. Thôi mình nghĩ là mình sẽ về để tìm bạn David. Hôm nay quay trở lại trên trại cá Võ Tây Sơn. Trại cá cảnh Võ Tây Sơn của anh Trọng nha mọi người. Rất là ngạc nhiên là mùa này cây cối rồi rất là tốt tươi, cá rất là nhiều. Đấy.
hoa súng nở rồi nè. Và bên kia cái hồ là một cái đám ruộng đang mùa rất là xanh tốt. Đây bạn Liên đây. Bạn Liên ở ngoài này, bạn Liên mở khẩu trang ra đi. Bạn Liên mở khẩu trang ra đi để lấy toàn cảnh của cái trại cá của anh Trọng. Đây, bên trong đây là nuôi cá theo hồ xi măng nha mọi người. Còn đây là cái hồ cá tự nhiên, anh Trọng bỏ cá guppy dưới này rất là nhiều. Đi cẩn thận em. Ở đây thì anh Trọng tạo một cái khung cảnh giống như kiểu như là ở khu vực chụp ảnh vậy đó. Nè, cây chuối đang trổ bông nữa nè. Đấy. Và bên này là có bụi tre, chim cái về nó hót rất là nhiều đó mọi người. Phía bên kia là đường quốc lộ 19. Đấy, bạn Liên đang cố gắng đi tới cầu. Thôi quay lại chứ, bỏ dép đường này mà đi qua đó làm chi. Té chết bây giờ. Ở dưới ao này, ở dưới cái hồ tự nhiên này cá rất là nhiều nha mọi người. Cá nhiều lắm luôn. Tại vì là bây giờ ban ngày á, mà mặt trời nó rọi xuống á, cho nên khi mình quay xuống nước nó có cái bóng mặt trời á, cho nên là nó nước nó trong á, nó in hình bóng mặt trời, nên là không có quay thấy con cá được. Chứ thật ra là cá rất là nhiều. Cá dưới hồ này nhiều lắm. Và đây là cây hoa lan nước nè. Đấy. Rất là đẹp luôn mọi người. Ở đây trồng một dãy lan nước luôn nè. Anh Trọng cứ tới mùa nắng thì anh Trọng cắt tỉa cành đi. Còn tới mùa này thì nó lên hoa rất là đẹp. Bên trong là bỏ cỏ phao. Nguyên một cái hồ lớn này là anh Trọng bỏ cá guppy. Đa số là cá rồng đỏ với lại cá dumbo. Anh Trọng bỏ xuống đây. Còn mấy cái hồ này thì anh Trọng bỏ cái giống để cho nó đẻ cá con. Đây nè, đây như đây là giống rồng đỏ sọt nè. Và đi qua bên đây là, ở bên đây là một loạt mấy cái hồ nuôi cá. Đấy. À. Nè. Đấy, Dumbo nha. Đây. Đây, anh Trọng nuôi cá beta đây. Ở một cái chậu như thế này là một con beta. Gần như anh Trọng nuôi. Anh Trọng ơi, nuôi như thế này đâu cần cho ăn đâu. Anh Trọng thiếu gì thức ăn cho nó ăn mà phải cho ăn. Nha. Nó ăn mấy con vi sinh vật ở đây nè. Đấy, con mọc ú nè, cần gì cho ăn. Này nhiều lắm nha mọi người. Ở bên trên anh Trọng che một cái lớp lưới đen để cho nó khỏi bị hắt ánh nắng trực tiếp. Nhưng mà vấn đề là nó có cỏ cho nên là cá nó vẫn giữ được. Với lại nước nó nhiều á, nó không có bị nóng lắm. Hoa đậu biếc nè mọi người. Đấy. Anh Trọng trồng một ít hoa đậu biếc. Và đây là ở phía trước nhà. Anh Trọng đang dẫn mình ra chỗ. Đây là cây tre ngà này. Cái tre ngà này. Đừng nói anh Trọng thả cá dưới này nữa nha. Đó, cái này cá đồng. Cái này là cá để mình kho hả anh Trọng? Anh Trọng đang bắt cá đồng này mọi người. Anh Trọng đang kéo lên. Lũ nhỏ phá tan hết rồi.
À, tụi nó kéo lên rồi anh Trọng ơi. Tụi nó giục đồ xuống. Ừ. Tụi nó thả đồ trong đó đầy hết rồi. Hả? Mọi người đang lấy lục bình. Nó mắc cái cành xoài. Nó bị vướng cành xoài anh Trọng ơi. Không được sao mà. Em ơi, em dỡ ra để anh kéo cái cành xoài qua bên cho anh Trọng kéo cho nó qua cầm. Nói đi. Mình anh Trọng để em với tay em lấy cái. Mình chuẩn bị sẽ xin anh Trọng bơi xuồng. Được nha. Chuột này rất một phát là coi như triệu view. Rất bằng xuống cái là triệu view. Giật giật suối cho em rớt xuống đây. Giật các bạn. Rồi được rồi. Cái đó để rửa lại không mùi nhỏ nó bỏ. Kéo lên chút xíu cho nó ra ngoài anh. Nó hơi vô trong. Triệu view cái gì? Nào được á, hết rồi á. Lấy cái xuồng vô. Anh cái xuồng kìa anh ơi. Trời cái xuồng này mà anh Trọng ngồi chứ làm sao mà anh ngồi được. Không, ba không ngồi chứ còn Liên ngồi với bạn ngồi được à, em ngồi lên. Thôi Liên không cho nó lên, anh Liên nó hậu đậu lắm. Nó lên là nó lật ngửa. Nó chụp hình đó mà. Đó bình thường mà. Nó sợ nó hoảng á. Con này nó leo lên mà nó thấy lúc lắc là nó hoảng cái nó ngã ngửa dưới á. Dễ gì lúc lắc. Ngồi chính giữa, ngồi chính giữa rồi cầm cái cây đẩy ra rồi cầm cái cây kéo vô. Khỏi trống, trống chi? Thôi nó không biết đâu, nó khổ em lắm. Ra đó nó la làng lên nữa. Chết em luôn á. Em tới 75kg lần anh. Em mà lên cái đó là. Đâu lên chi? Ai xuống đây quay em chị cho. Ở đây có làm một cái xuồng phao nha mọi người. Ở trên lóc bằng tre và có mấy cái can ở dưới và xung quanh là cái hệ thống ống 114. Cái này thì nó có thể chở được một người khoảng chừng 50-60kg là vừa. 140. Dạ, 140, ống 140. Đấy, có thể bơi ra ngoài. Ở ngoài thì mọi người đang lấy lục bình. Anh Trọng ơi, lục bình này là lấy gì cho gà, cho vịt hay là lục bình này lấy cho gì bò, để đăng bò, đăng nữa? Cho bò. Mùa này là bò hết có rồi. Nên người ta lấy lục bình gì cho bò ấy. Chịu khó đi mấy cái bờ cát chứ. Mùa này là khí hậu này làm lạnh, lạnh với lại mưa cho nên có nó lên không kịp. Đây là chỗ này là nằm ngay trên đường quốc lộ 19 nha mọi người. Đi từ chỗ Phú Phong đi lên khỏi cái trạm thu phí đường quốc lộ 19 hướng về Gia Lai. Lên Google Maps search ra trại cá Võ Tây Sơn. Đúng rồi, lên Google Maps. Đây là anh chủ trại cá. Chủ trại cá U40 đang cần tìm. Đó quá U50 nha, không có U40 nha, An Giang 10 tuổi á. Đang cần tìm. Đang cần tìm một người về phụ việc. Đang cần tìm một cô về phụ việc. Rồi. Đây là cái bụi tre ngà. Hay gì đó. Và bên kia anh Trọng ơi, cái này là cái bằng lăng hay là cái cài đây anh Trọng? Bằng lăng. Ai mua bán luôn 5 triệu. À. Đây có một cái góc bằng lăng nha mọi người, mà nó khuất ở dưới cái bụi tre. Ai có nhu cầu bán luôn. Ai có nhu cầu là anh Trọng bán luôn 5 triệu cái góc này. Rồi về ghép tường vi vô là đẹp lung linh. Đấy. Và đây là bên ngoài nhìn vô này. Rồi, chào mọi người nha. Hôm nay là review cái một lần nữa ghé thăm anh Trọng ở trại cá cảnh Võ Tây Sơn ở huyện Tây Sơn nha. Xã Tây Giang, huyện Tây Sơn. Rồi. Nếu mà mọi người thích thì hãy vào đây mình có gắn cái đường link của cái Facebook của anh Trọng, và năm sau anh Trọng sẽ có trang YouTube riêng. Lúc đó mình sẽ giới thiệu cái trang YouTube của anh Trọng cho mọi người đăng ký. Ai mê cá cảnh, ai thích chơi thủy sinh thì liên hệ với anh Trọng qua cái đường link Facebook mình bỏ bên dưới. À, vẫn thông báo lại là
Anh Trọng đang tìm một người về phụ việc nha. Phụ, một người phụ cho cá ăn.